Xin chào các bạn, mình là Sudan đây. Ngày hôm nay, mình sẽ chơi game Friday Night Funkin mod Pitbull Corrupted Đại dịch Glitch trong video Come and Learn with Pitbull vô cùng nổi tiếng, đã lan rộng ra vô số thế giới của các nhân vật hoạt hình từ Steven Universe tới Adventure Time, thậm chí cả nhân vật trong chính Friday Night Funkin. Mình có thể chiến thắng và sống sót trước sức mạnh quỷ ám của các nhân vật hoạt hình hay không? Hãy xem đến cuối video để biết nhá. Với cả, kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có âm 20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy, các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, nghe cái nhạc kể cả cái hình như thế căng thẳng rồi đúng không? Ok ok, chúng ta đến với Friday Night Funkin Pitbull Corrupted, một mod tập hợp gần như tất cả các cái nhân vật đã bị tha hóa, đã bị tẩy não, đã bị đại dịch glitch biến đổi trở thành quỷ ở trong Pitbull. Wow, nhạc kể căng nhở. Rồi, đầu tiên nào, Steven Universe, để xem đối đầu với những ai đây. Trước là đợt trước là mình lại có đối. Ok, tất nhiên rồi, chắc chắn rồi. Ui, lần này cũng ok, boyfriend và Pitbull được đấy. Không biết con đợt ở đây có đấu cả với cả Spinel không. Ui, con mày còn nghiêng nghiêng à. Wow, ok, chúng ta thấy nước bẫy đúng không? Uầy, con đẩy máu mày nữa. À, cẳng đấy các bạn ạ, cẳng đấy. Ôi, bị một quả rồi. Ôi, bấm một nút liên tục khó quá. Ok, cái mô này mình cảm thấy chất lượng ngay từ bài đầu tiên là thấy rất cao rồi. Ê, ghê vãi. Cũng ghê đấy. Rồi, bài đầu tiên mình đã phải tập trung hết sức các bạn ạ, phải căng mắt ra mà nhìn rồi. Rồi, để xem bài thứ hai nào. Bài thứ hai xem bài như nào đây. Ủa, bài này cảm giác nó ok ok, mình cảm giác bài này dễ hơn bài đầu tiên. Ôi, biết một quả rồi. Wow, thật sự các bạn ạ, về mặt hình ảnh ấy là mình phải công nhận rằng là cái mod nào mà liên quan đến Pitbull ấy đều là những cái mod mà hình ảnh rất là chất lượng. Thế nhìn mấy cái nhân vật hoạt hình quen thuộc kiểu bị biến thành quỷ ấy, trông ghê vãi. Ôi, 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 Oh,
hai bài liên tục đấu với Steven rồi, thì vậy liệu còn bài số 3 sẽ đấu với ai nữa đây? Yeah, chắc chắn rồi, phải là Spinel nó mới chuẩn chứ. Hai cái mặt ghê vãi. Ok, cầm quả lưỡi hái này hơi căng đấy. Rồi Spinel dùng bóng mình về nha. Ui ui bảy nhanh nha. Ok, phải tập trung rồi đấy. Ủa, giai điệu nghe quen nhỉ? Nhạc hay phết nhờ. Ui khó quá. Ôi rồi máu mình về à. Ok, mình đoán là bài thứ 4 á, là cả Steven và Spinel sẽ cùng hợp sức lại để đánh nhau với mình các bạn ạ. Mình đoán là như vậy. Ô, cái này là không Steven rồi à? Ủa? Ủa, giai điệu cái quen nhỉ? Nhạc có vẻ rất căng. Từ từ để vào nó căng này. Ủa, cuối cùng thì lại không căng như mình nghĩ. Nhưng mà giai điệu lại rất quen nhá. Ơi thôi vẫn tập trung mít luôn chứ. Ủa đi đâu rồi? Ok, đang nói cái gì đúng không? Ok, thay thế Steven là Spinel ra đấu mình. Ok ok. Rồi, và chắc chắn rồi. Phải có cái đoạn mà nó hợp sức với nhau chứ. Nhưng mà mình lại đánh giá bài này này dễ hơn so với ba bài trước nha. Đó, bài cuối cùng lại dễ hơn ba bài đầu ấy. Rồi, như vậy là mình đã đánh bại xong bên Steven Universe. Ok, lượt xuống tới đây. Đây là đối đầu với bên thế giới nào nhỉ? 3, 2, 1.
Ồ, con này ở trong phim gì nhỉ? Mình quên mất. Từ từ. Bật lại cái nào. Chứ mình quên mất con này nó ở trong phim gì rồi. Ủa, phim gì ta? Bạn nào nhớ nhân vật này ở trong phim gì bình luận bên dưới mình cho mình biết nhá. Sao mình lại không biết, không nhớ nhỉ? Ủa, con này nó đẩy máu mình về kìa. Ôi. Được đấy, hay đấy. Ồ, biết một quả kìa. Đấy, cái này súng lắc hơi khó chịu đấy. Sao nữa? Cái nhạc bài này gắt thế nhở? Ôi. Ôi, mình nhiều quá. Chết thật, cái đoạn đấy mà được chung mít nhiều quá bạn ạ. Ôi, bài căng phết, mít 14 quả luôn. Rồi, đến với tuần này là tuần 3 là sao? Funky Corruption. Liệu đây là tuần 3 này là đấu với Pico à? Đúng không? Trong cái game gốc là đấu với Pico, nếu mình nhớ không nhầm. Ô, đấu với Skip và Pam. Skip và Pam cũng bị tha hóa tẩy não mất tiêu rồi. Đấy, cái phần này có thể là thể hiện cho chuyện đây là đến cả thế giới Fire Emblem cũng có thể bị đại dịch glitch khiến cho bị tha hóa, bị tẩy não luôn. Những nhân vật trong game này không thể thoát nổi được các bạn ạ. Oh no! Ôi, nó nhiều quá. Ôi,
cái nốt ở cái bài này ấy, nó cứ kiểu theo đúng một cái quy luật ấy, nó cứ lặp đi lặp lại quy luật như vậy, thành ra bấm lúc đầu thì thấy hay nhưng mà về sau thì nó sẽ bị ngượng tay ấy, là không bấm trúng được luôn. Thế nên là lý do tại sao mình lại miss tận 6 quả các bạn ạ. Để xem nào, người thứ hai trong cái tuần này, những nhân vật nào trong Friday Night Funkin' cũng bị tha hóa nữa đây. 3, 2, 1. Yeah, chắc chắn là Pico rồi. À, không biết à, còn girlfriend nãy giờ còn thấy đâu nhá. Má, sợ sợ bài cuối cùng là girlfriend bị tha hóa rồi thì thua luôn đấy. Rồi, xem biết một quả ra. Ok, chơi đến giờ chưa được bài nào full combo. Đều hát một tí để bỏ mình về luôn rồi. Ủa, bài hát còn tận 20 giây mà hết rồi hả? Có bị điêu quá không? Còn tận 20 giây nữa mà. Ôi vãi trưởng ạ, à, bài này hình như là bị lỗi hay sao ấy, chứ chính ra bài này mình nghĩ rằng là phải cắt bớt 10 giây cuối đi chứ. Im lặng vãi, đúng im lặng luôn. Rồi, nhân vật tiếp theo, vẫn còn một bài nữa trong cái tuần ở Friday Night Funky này. Mình đấu với chính phiên bản Boyfriend, nhưng đã bị tha hóa bởi glitch. Wow, cái không ngờ nha. Ok. Wow. À, căng thật. À, cái này thì girlfriend ở đâu ta? Ok. Nhưng mà câu chuyện bài này hay thật đấy. Rồi, có 20 giây nữa thôi. Ồ.
đây. Ôi trời ơi. Rồi và đó là của Funk, của Friday Funkin. Và bây giờ sẽ đấu với Finn và Jake. Wow. Mình đã thấy có bài Hero rồi đấy. Cái bài Corrupted Hero là bài đấy, là bài nổi tiếng rồi đấy. Là mình sẽ đấu với Jake trước đúng không nhỉ? À, cái mod này các bạn đã công nhận là khá là đầu tư luôn. Có những cái nhân vật mới mà mình chưa bao giờ đấu. Ví dụ như vừa rồi đấy, đấu với chính Boyfriend mà đã bị Corrupted. Còn đấu với Finn với Jake thì mình đã chơi qua rất là nhiều mod rồi. Nhưng mà không biết mod này nó có thay đổi gì nhiều không? 3, 2, 1. Oh! Cái hình dáng của Jack là khác nhau, khác một tí đúng không? Ôi! Ok, hình như có nút chém kiếm. Mình lại không bấm rồi. Đúng rồi các bạn ạ, Finn với Jack là có một cái nút chém kiếm. Mới bấm vào nút kiếm nữa mới có thể né được cái đòn tấn công. Ôi! Ôi, từ còn nút đen là nút bẫy không được bấm. Rồi ôi. Chém kiếm nhiều mà lại còn chưa kể máy mình còn lắc lác nữa chứ. 3, 2, 1. Ok rồi. Lần này cả Finn cả Jake đều đã ra mặt. Ok ok nào nào. Ôi. Hơi tổ nha. Ôi, vẫn có lúc chém kiếm à? Ôi,
quên không ý. Càng quá càng quá. Thế nhưng mình biết hơi nhiều đúng không? Ủa, biết 10 quả rồi các bạn ạ. Vừa gọi là khó mà là còn vừa khó về nhạc và vừa khó về cả cái hình ảnh, cứ lắc trái lắc phải khó chịu vãi chưởng. Ủa đối với ai vậy? Con này là hình như cũng ở trong Adventure Time đúng không, nhưng mà mình không nhớ là tên như vậy là gì. Càng la càng quá. Ôi trong cái mặt kìa, biến dạng như game kìa. Ok bài trong món này thực sự các bạn mà cũng nhận là rất là khó. Để có thể vượt qua được mà miss ít sự cả một thử thách đấy, mình thì thôi chấp nhận là phải miss tầm từ 10 quả 20 quả rồi. Bây giờ mà để mà full combo không miss quả nào thì quá khó các bạn ạ. Bây giờ mình đến nó sẽ bây giờ. Ok, lại quay trở lại với cả Phi và Jack. 3 phút rưỡi lận nha. Ôi khó thế. Ôi mấy câu đấy trong phim à? Ôi! Ôi!
ôi spam quá. Ôi, mít 50 quả nữa rồi. Ôi. Quả luôn, uầy bài này quá là cháy, quá khó. Ui, bấm mòi vào tay luôn ạ. Chúng ta có đến, uầy, nhiều bài ẩn này. No Hero Remaster, 1 bài, 2 bài, 3 bài, 4 bài, 5 bài, 6 bài. 6 bài ẩn lận. Ok, uầy hết rồi các bạn ơi. Được, trước đây mình đã từng chơi cái bài No Hero này rồi. Nhưng mà bài này của đấy khá là khó. Khi mà vừa có nước bẫy mà vừa có nước kiếm chém. Phải vừa né kiếm mà vừa né nước bẫy nữa. Đúng bài này rồi các bạn ạ. Ôi. Ê. Chính ra bây giờ mình để ý cái bảng này các bạn nhá. Các bạn nhìn cái bảng đi. Cực kỳ nhiều những cái gọi là nhân vật khác ở trong các mod Friday Night Funkin' khác luôn nha. Uầy, rất nhiều luôn đấy. Rồi, bao giờ có phải lúc là để nhìn ra xung quanh các bạn ạ. Phải tập trung ở cái phần nút của mình, không là sẽ mít ngay lập tức.
Còn không? Wow! Ui! No Hero Remaster khó thật sự! Rồi, đưa chúng ta cùng đến với bài Lost Legend. Huyền thoại bị đánh mất rồi. Đây là huyền thoại. Ê! Từ từ! Chưa kịp ngồi vào chỗ, lại cái đã nào. Phải nhìn phết đấy. Bài này vì thế là dễ hơn cái bài No Hero Remaster nha. Ôi! Ok, nãy bảo dễ hơn nhưng mà không. Đến đoạn này là khó lại rồi. Mẹ, cứ tưởng dễ hơn thế nào. Wow. Rồi có thể thứ bảy vào luôn. Ui. Ui. Vâng, đó là bài Lost Legend, bài thứ hai trong số những bài phải là bài ẩn trong mod này. Tiếp theo sẽ là bài Elastic Destruction. Nó nghe tên nghe hoành tráng nhỉ. 3, 2, 1. Ok. Uầy, bài này dài 3 phút 30 giây, dài phết. Gì kìa? Just Monica cái gì kìa? Uầy. Uầy. Wow. Càng đây. Wow. Bình tĩnh nào.
sự ha. Sợ thật đấy, cái món này, cái độ kinh dị của nó căng quá luôn. Ok, bây giờ là bài, vẫn còn 3 bài nữa. Bài đầu tiên, Glitch Duo. Uầy, những bài ẩn này kiểu độ khó nó tăng lên vượt bậc luôn á. Rồi, lại quân với cả Pin với Jack cùng lúc luôn. Nếu mà nó không có mấy cái zoom màn hình các bạn ạ. Cái zoom ở trong mình rất là vô tập trung nha. Tất cả không nhìn được nốt luôn ấy. Sự là mình quá mỏi tay luôn. Chơi đến giờ vẫn chưa hết các bài trong mod này mà độ khó càng ngày càng cao như vậy sao chơi. Ok, đến với bài No Hero. Đây là phiên bản gốc này. Hình như đây là phiên bản gốc của bài No Hero. Nè, số lượng nút bấy kinh khủng không? Cái bài này không có nút kiếm à, không có nút kiếm chém à. Ồ, có chứ sao không? Phải có chứ. Ôi, mà khó
nhớ mình chơi bài này rất là đơn giản quá ta. Ôi, không để ý rồi. Mày không để ý mình chết rồi một cái. Ôi. Ôi. Không như là cái này nó khó hơn như mình đã nói là do nó có cái zoom màn hình ấy. Thành ra chơi rất khó luôn, không nhìn được nốt ấy. 3, 2, 1. Ok, tập trung nào. Đến bài cuối cùng, một cái tên nghe rất là đáng buồn đúng không? You can't save them. Ngươi không thể cứu được bọn họ đâu. Đấy, ám chỉ rằng chuyện là mình sẽ không bao giờ cứu được những nhân vật hoạt hình đã bị tha hóa, bị dính cái chất glitch này hả các bạn? Đấy, chả lẽ nó thế thì hơi phũ quá nhở. 3, 2, 1. Ok, vẫn là phim với chất. Ôi nhà càng thế.
Vâng, và đó là bài cuối cùng, bài ẩn cuối cùng trong cái mod này rồi. Mình đã hoàn thành xong tất cả các bài trong mod Pippi Corrupted này. Ôi, các bạn ạ, một mod với vô cùng nhiều bài hát. Các bạn ạ, một mod với vô cùng nhiều bài hát mà độ khó nó phải cực kỳ cao. Thật sự, các bạn phải tập trung hết sức mới có thể vượt qua được những bài hát trong cái mod này. Và mình đã thử, ôi, mắt mình đã mắt cả tay mình đều rất là mỏi rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng đã vượt qua được rồi các bạn ạ. Không biết là cái mod này nó còn cập nhật thêm nữa không, bởi vì vẫn còn rất nhiều nhân vật hoạt hình khác cũng đã bị tẩy não, bị hóa quỷ bởi cái đại dịch glitch này rồi các bạn ơi. Ok, nếu các bạn xem video này rồi thì hãy bấm like cho video này để ủng hộ mình, và bấm đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký. Tất cả đều miễn phí, bấm đi nha. Và sau đó các bạn có thể bấm vào video này để xem tiếp. YouTube đã gợi ý cho các bạn dành riêng cho các bạn video này đấy, bấm vào nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.